IKEA sử dụng phương tiện giao hàng hóa hoàn toàn chạy bằng điện vào năm 2025. Đây là thông tin do Giám đốc điều hành của IKEA, hãng bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới đưa ra. Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc điều hành IKEA Jesper Brodin cho biết, một số thành phố mà công ty phục vụ đã có dịch vụ giao hàng tận nhà hoàn toàn bằng điện. Ở những nơi khác, công ty đang làm việc chăm chỉ để đưa cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho các phương tiện chạy điện đi vào ổn định ở một số khu vực có thể sẽ có một số thách thức mà chúng tôi cần phải đẩy mạnh giải quyết. Nhưng về cơ bản, đến năm 2025, khách hàng sẽ có thể nhận được hàng từ IKEA với các phương tiện chạy điện, ông nói. Vào tháng 1, IKEA cho biết hãng này đang hướng tới hành động tích cực với khí hậu vào năm 2030, khi lượng khí thải carbon hàng năm của công ty giảm 6% so với mức trước đại dịch, mặc dù doanh số bán hàng đạt mức cao kỷ lục. Theo Reuters, Inca Group, chủ sở hữu của hầu hết các cửa hàng IKEA trên toàn thế giới, đã sản xuất ra lượng năng lượng tái tạo nhiều hơn mức tiêu thụ. Inca Group đã đầu tư khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ vào các dự án năng lượng mặt trời và điện gió kể từ năm 2009. Tập đoàn này có kế hoạch đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào năm 2030 như một phần của nỗ lực tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng của mình. Inca Group sở hữu 575 tua bin gió, 20 công viên năng lượng mặt trời và 935.000 tấm pin mặt trời trên mái của các cửa hàng IKEA cũng như hệ thống nhà kho. Ngoài việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, IKEA cũng chuẩn bị khởi động một chiến dịch nâng cao nhận thức về cách chủ nhà và người thuê nhà có thể cắt giảm sử dụng năng lượng bằng cách đầu tư vào các sản phẩm tiết kiệm năng lượng giá rẻ, ông Broden nói. Trong một lưu ý liên quan, IKEA đã thông báo vào tuần trước rằng công ty này đã hợp tác với SunPower Corp có trụ sở tại San Jose, bang California, Mỹ để đưa các giải pháp năng lượng mặt trời gia đình dễ dàng tiếp cận hơn ở một số địa điểm tại bang này. Giám đốc điều hành và giám đốc phát triển bền vững của IKEA chi nhánh tại Mỹ cho biết: "Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt hơn cho nhiều người và chúng tôi tin rằng cuộc sống đó thực sự tốt hơn khi chúng trở nên bền vững." Ngoài các địa điểm được chọn ở bang California, IKEA còn cung cấp các dịch vụ năng lượng sạch và năng lượng mặt trời tại nhà ở Australia và 10 thị trường ở châu Âu bao gồm Bỉ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Tập đoàn Inca Group cũng đang đầu tư vào hai công viên năng lượng mặt trời với công suất 403 MW ở hai bang Utah và Texas, Mỹ và hai trang trại điện gió sản xuất 859 triệu kWh năng lượng ở các bang Illinois và Texas.